Chiều 6 tháng 11, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã đến thăm chúc mừng đồng chí Trần Thị Minh Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai, nhân dịp đồng chí vừa nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Cùng đi có đồng chí Võ Tấn Đức, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy. Tại buổi thăm, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trân trọng chúc mừng đồng chí Trần Thị Minh Hoàng được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và khẳng định đây cũng là niềm tự hào của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai. Bí thư tỉnh ủy chúc đồng chí Trần Thị Minh Hoàng luôn nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống, luôn là chủ dựa vững chắc cho đảng bộ tỉnh trong chặng đường sắp tới. Đồng chí Trần Thị Minh Hoàng trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy, đồng thời cho biết việc được nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng là một niềm hạnh phúc to lớn của cá nhân đồng chí. Nguyên Bí thư tỉnh ủy cũng cảm ơn đảng bộ tỉnh Đồng Nai qua các thời kỳ đã luôn tạo điều kiện giúp đỡ, động viên để đồng chí hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí khẳng định trong thời gian sắp tới, sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe trí tuệ minh mẫn phát huy trách nhiệm trong gia đình xã hội và tiếp tục theo dõi những thành tựu phát triển của đồng nai nói riêng và đất nước nói chung